chào mừng các bạn đã đến với bản tin ngày 30 tháng 7 của Côn Việt Nam với những tin tức xung quanh loạt trận giao hữu mùa hè của các câu lạc bộ châu Âu. Vào rạng sáng nay 30 tháng 7, Liverpool đã có trận đấu giao hữu với đại diện của Đức là Hertha Berlin, đưa ra sân nhiều trụ cột và nhập cuộc khá nhanh, nhưng đội bóng của Jurgen Klopp lại thủng lưới trước ở các phút 21 và 31 sau hai pha lập công của Santiago Azcaquiba và Suárez. Tuy nhiên, lưới đoàn đỏ cũng không mất nhiều thời gian để đưa trận đấu về vạch xuất phát trước khi hiệp 1 khép lại vào các phút 37 và 42. Hai chân sút là Sadio Mane và Takumi Minamino đã chớp thời cơ rất nhanh sau khi tận dụng sai lầm của hàng thủ Hertha Berlin. Trong hiệp thi đấu thứ hai, Hertha Berlin đưa chân sút dày dặn kinh nghiệm Stefan Jovetic vào sân và chính cầu thủ này đã ghi bàn ở phút thứ 66. Khi thời gian của trận đấu còn lại 20 phút, huấn luyện viên Jurgen Klopp đưa vào sân bộ đôi trung vệ lần đầu tiên trở lại sau thời gian dài bị chấn thương, đó là Virgil van Dijk và Joe Gomez vào sân. Tuy nhiên, do chưa bắt nhịp được trận đấu, cả hai trung vệ này không thể ngăn cản được Jovetic ghi bàn ở phút thứ 80. Liverpool có bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 4-3 ở phút 88 nhờ công của Chamberlain, nhưng thời gian còn lại là không đủ để họ tìm kiếm một kết quả hòa. Dẫu vậy, đây vẫn có thể coi là trận đấu thành công của thầy trò Jurgen Klopp khi các cầu thủ trẻ thi đấu khởi sắc, trong khi Virgil van Dijk và Gomez đã có những phút thi đấu đầu tiên sau nhiều tháng dưỡng thương. Theo thông báo của câu lạc bộ Manchester United, một số trường hợp mắc Covid-19 tại đội 1 đã được phát hiện trong cuộc kiểm tra định kỳ mới diễn ra. Những ca xét nghiệm dương tính này không được công bố danh tính, nhưng các nguồn tin cho biết đây là nhóm của một số đội hữu đội 1 và thành viên của ban huấn luyện. Ngay lập tức, Quỷ Đỏ đã đưa ra thông báo hủy trận đấu với Preston North End vào ngày 31 tháng 7 tới đây do lo ngại bùng phát dịch. Các trường hợp nói trên cũng đã lập tức thực hiện cách ly để theo dõi. Tuy trận đấu với Preston cuối tuần này đã bị hủy bỏ, nhưng các cầu thủ còn lại của đội 1 Manchester United vẫn sẽ tiếp tục tập luyện để chuẩn bị cho cuộc đối đầu với Everton vào ngày 7 tháng 8 tới đây. Đây sẽ là trận giao hữu cuối cùng của Manchester United trước khi mùa giải Ngoại hạng Anh 2021-2022 khởi tranh. Một tin tức khác liên quan đến dịch Covid-19, tiền vệ trẻ Hamza Rafia của câu lạc bộ Juventus mới đây đã có kết quả xét nghiệm dương tính trong cuộc kiểm tra y tế. Ngay sau đó, toàn bộ các cầu thủ thuộc đội 1 của Juventus đã thực hiện việc cách ly để theo dõi. Ngôi sao Cristiano Ronaldo cũng nằm trong các cầu thủ thuộc diện phải được cách ly. Hồi đầu tuần này, chân sút người Bồ Đào Nha đã trở về tại bàn doanh của câu lạc bộ ở thành phố Turin để tập luyện sau khi kết thúc kỳ nghỉ hậu Euro 2020. Đáng chú ý, Juventus sẽ có một trận giao hữu với Barcelona vào tuần tới trong khuôn khổ Cup Juan Gamper, diễn ra vào rạng sáng ngày 9 tháng 8 theo giờ Việt Nam. Dù vậy, trận đấu này dự kiến vẫn có thể diễn ra bình thường và sẽ không có kế hoạch hoãn hay hủy bỏ. Vừa qua, UEFA đã công bố kết quả trong cuộc bầu chọn giải thưởng bàn thắng đẹp nhất mùa. Trong 60.000 lượt bình chọn, siêu phẩm móc bóng do tiền vệ Mehdi Taremi của Porto thực hiện trong cuộc đọ sức với Chelsea ở lượt về tứ kết Champions League mùa giải vừa qua đã giành giải nhất với 30% số phiếu bầu. Xếp thứ hai là pha đặt lòng của tiền vệ Lorenzo Insigne trong trận đấu giữa Italia và Bỉ ở vòng tứ kết Euro 2020 vừa diễn ra hồi đầu tháng 7 vừa qua. Trong khi đó, tiền đạo Kemar Roffe của câu lạc bộ Rangers giành giải 3 với bàn thắng từ sân nhà trong trận đấu Standard League thuộc khuôn khổ Europa League. Thông tin này cũng đã khép lại điểm tin ngày 30 tháng 7 của Goal Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.